Ngày 3 tháng 10, các quan chức Mỹ xác nhận hơn 210 người đã thiệt mạng sau khi bão Helena càn quét một số bang của nước này, khiến đây trở thành cơn bão gây mức thương vong lớn thứ hai tấn công đất liền Mỹ trong hơn nửa thế kỷ. Theo bản tổng hợp số liệu chính thức, 212 trường hợp thiệt mạng trên khắp các bang North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Tennessee và Virginia. Trong đó có hơn 50% nạn nhân là ở North Carolina bị lũ lụt tàn phá. Bang này đang trải qua một thảm họa chưa từng có. Tổng thống Joe Biden đã có chuyến thị sát ngày thứ hai liên tiếp tại vùng Đông Nam của Mỹ, chia sẻ mất mát với cư dân một số khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai nghiêm trọng. Bão đã gây ngập lụt tại các thị trấn và thành phố, nhấn chìm nhiều tuyến đường, làm mất điện và nước, đồng thời ảnh hưởng mạnh đến tâm lý của cộng đồng. Dự kiến công cuộc tái thiết sẽ kéo dài nhiều năm. Helena là cơn bão gây nhiều thương vong nhất đổ bộ vào đất liền Mỹ kể từ sau cơn bão Katrina vào năm 2005, khiến 1.392 người thiệt mạng. Bất chấp hàng trăm nỗ lực cứu hộ trên khắp 6 bang và công tác ứng phó bão trên quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn nhân viên liên bang và thành viên vệ binh quốc gia, quân nhân và lực lượng chức năng tại các địa phương, số người thiệt mạng do cơn bão này dự kiến vẫn tăng lên. Trong thông báo mới cập nhật, chính quyền hạt băng cầm của bang North Carolina, nơi xác nhận hơn 70 người đã thiệt mạng do bão cho biết, các lực lượng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích. Tại Asheville, thành phố khoảng 100.000 người dân nằm dưới chân những ngọn núi đẹp như tranh và hút khách du lịch, bùn dày phủ kín các con phố, các tòa nhà và các công trình khác dọc bờ sông đã bị nước lũ cuốn trôi. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích ở những vùng khu vực hẻo lánh. Trong khi đó, tại trung tâm thành phố, các nhà hàng và các nhóm cứu trợ đang cung cấp thức ăn và nước miễn phí. Các đội sửa chữa đang khẩn cấp để khôi phục điện cho hàng trăm nghìn khách hàng. Ngày 2 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới bang North Carolina và South Carolina, trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris tới bang Georgia thị sát những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Helena, đồng thời phân phát viện trợ cho người dân. Hàng nghìn nhân viên cứu trợ liên bang đang tham gia vào các nỗ lực toàn diện để cứu hộ người dân và chăm sóc hàng triệu người. Tại South Carolina, ông Biden đã được nghe báo cáo tóm tắt về nỗ lực cứu hộ, cứu nạn cũng như tái thiết sau bão. Hơn 10.000 nhân viên liên bang, lực lượng ứng phó khẩn cấp và vệ binh quốc gia trên khắp khu vực Đông Nam nước Mỹ đã tham gia nỗ lực này. Sau đó, Tổng thống Biden đã di chuyển bằng trực thăng qua thành phố Asheville, North Carolina, chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão với những cây cầu bị sập, hồ chứa đầy mảnh rác, mảnh vỡ và các tòa nhà bị phá hủy, các đường xá bị cuốn trôi. Trong một phát biểu đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự cảm thông đối với những người bị ảnh hưởng, đồng thời ca ngợi sự đoàn kết của người dân địa phương cũng như những nỗ lực của các lực lượng tham gia cứu hộ. Tháp tùng Tổng thống Joe Biden trong chuyến thị sát, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas mô tả Helena là cơn bão có sức tàn phá lịch sử đã gây ra lũ lụt thảm khốc cho các thành phố và cộng đồng ở miền núi xa xôi. Theo ông, có những thị trấn đã biến mất theo nghĩa đen, do đó hoạt động tái thiết sau bão sẽ tốn kém hàng tỷ đô la Mỹ và kéo dài trong nhiều năm. Ông Joe Biden đã đề cập tới nghĩa vụ của chính phủ liên bang trong việc cung cấp viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão, đồng thời cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm tăng mức độ nghiêm trọng và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo chỉ đạo của ông chủ Nhà Trắng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phê duyệt việc triển khai 1.000 binh sĩ đến North Carolina để tăng cường cho lực lượng vệ binh quốc gia tại đây, triển khai các nỗ lực ứng phó khẩn cấp và bảo vệ sinh mạng của người dân. Bão Curtis và bão Leslie cùng hoạt động trên Đại Tây Dương tiếp tục mạnh lên không ngừng. Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC, vào lúc 23 giờ ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương, hai cơn bão đang cùng hoạt động mạnh trên Đại Tây Dương gây lo ngại nhiều khu vực ven biển. Bão Curtis hiện là cơn bão cấp 4 trên thang Saffir-Simpson mạnh lên với sức gió duy trì lên đến 230 km/h. Vị trí hiện tại của bão ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 47,5 độ Kinh Tây, cách quần đảo Leeward khoảng 1.670 km về phía đông bắc. Bão Curtis đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 17 km/h và dự kiến tiếp tục theo hướng này cho đến thứ sáu. Sau đó, bão có thể chuyển hướng về phía bắc và bắc đông bắc với tốc độ nhanh hơn vào cuối tuần. Các chuyên gia của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ dự báo sóng lớn do bão Curtis tạo ra sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến một số khu vực của quần đảo Leeward vào ngày 4 tháng 10, lan đến Bermuda và Antilles lớn vào ngày 5 tháng 10, trước khi đến bờ biển phía đông của Mỹ vào cuối tuần. Trong khi đó, bão nhiệt đới Leslie đang di chuyển chậm về phía tây, với vị trí hiện tại là 10,0 độ Bắc, 32,0 độ Tây, cách quần đảo Cabo Verde khoảng 980 km về phía tây-tây nam. Leslie có sức gió duy trì 85 km/h
và dự kiến sẽ mạnh lên trong những ngày tới, có khả năng trở thành một cơn bão cuồng phong. Trước tình hình thời tiết phức tạp, các du khách đang có kế hoạch đến các khu vực trên trong thời gian tới. Cần chú ý theo dõi các bản tin cập nhật từ cơ quan khí tượng địa phương và tuân thủ mọi hướng dẫn từ các cơ quan chức năng. Nếu đã lên kế hoạch du lịch đến các khu vực có thể bị ảnh hưởng, cần xem xét hủy hoặc hoãn chuyến đi để đảm bảo an toàn cho bản thân. Tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp. NHC sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới về cả hai cơn bão này. Mọi người dân và du khách cần duy trì cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Trước đó, Cơ quan Khí quyển và Đại Tây Dương Quốc gia Mỹ cho biết, cơn bão Kurt đã mạnh lên thành cấp 3 ở Đại Tây Dương vào ngày 2 tháng 10 theo giờ địa phương, dự kiến sẽ nhanh chóng phát triển thành một cơn bão lớn. Đây là cơn bão thứ 11 được đặt tên trong mùa bão ở Đại Tây Dương. Cơn bão cách quần đảo Lester Antilles khoảng 1.855 km về phía đông-đông bắc, với sức gió duy trì tối đa 195 km/h. Bão Kurt đang di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 19 km/h, dự kiến sẽ dần chuyển hướng về phía bắc-tây bắc rồi về phía bắc. Những cơn bão mới hình thành, khi nhiều người dân ở vùng đông nam nước Mỹ vẫn chưa có nước sạch, sóng điện thoại di động và điện do ảnh hưởng của siêu bão Helene. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích sau khi cơn bão đổ bộ vào nước Mỹ vào tuần trước. Đây là thời điểm nhiều cơn bão hình thành và hoạt động trên Đại Tây Dương, gây ảnh hưởng đến vài khu vực ven biển của Mỹ. Mùa bão Đại Tây Dương đã bước sang tháng thứ 5 từ ngày 1 tháng 10 và các chuyên gia dự báo thời tiết đang đánh giá lại về một mùa bão gây thiệt hại thảm khốc và khó dự báo. Trong dự báo mùa bão 2024, các chuyên gia nhận định đây là một mùa bão cực kỳ dữ dội. Trên thực tế, ngay từ đầu tháng 7, siêu bão Beryl đã đổ bộ đất liền Mỹ với sức mạnh kỷ lục. Bão cấp 4 Helene càn quét khắp khu vực đông nam của Mỹ vào tuần trước đã chấm dứt kỳ vọng về một mùa bão yên tĩnh. Mùa bão còn khá dài, với tháng 10 vốn là một tháng bão hoạt động mạnh, đặc biệt là ở biển Caribe, vịnh Mexico và ngoài khơi biển đông nam Mỹ. Brian McNody, chuyên gia nghiên cứu bão tại trường Rosenthal, Đại học Miami, Mỹ nói: "Tôi cho rằng Helene không thực sự ảnh hưởng đến dự báo của phần còn lại của mùa bão, nhưng hiện tại các điều kiện trên diện rộng rất thuận lợi cho sự hình thành bão áp thấp ở phía đông Đại Tây Dương và chúng ta đang chứng kiến các cơn bão tận dụng những điều kiện này." Theo Reuters, lực lượng ứng phó khẩn cấp ở Bắc Carolina đang chạy đua để tiếp cận hàng trăm người vẫn đang mất tích sau 4 ngày cơn bão Helene quét qua vùng đông nam nước Mỹ, khiến ít nhất 119 người thiệt mạng, phá hủy hệ thống liên lạc và hàng triệu người không có điện. Tại hạt Bamcom, trong đó có thành phố miền núi Asheville, lực lượng cứu hộ đã phân phối thực phẩm và nước cho người dân vào cuối ngày, sau khi một số hàng tiếp tế được vận chuyển bằng đường hàng không đến khu vực bị cô lập phần lớn do đường xá ngập lụt và mất điện. Theo trang web PowerOutage.us, khoảng 2,1 triệu gia đình và doanh nghiệp vẫn chưa có điện. Trong khi đó, dịch vụ điện thoại di động vẫn chưa được khôi phục ở nhiều vùng rộng lớn từ Ohio qua Carolina tới Florida. Đã 4 ngày trôi qua, kể từ khi bão Helene đổ bộ, song người dân Asheville vẫn không thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện, khiến việc xác nhận tình hình an toàn của họ trở nên khó khăn. Thị trưởng Asheville, bà Esther Manhimi đánh giá việc tiếp cận cộng đồng bị cắt đứt 3 trong số 4 xa lộ chính là thách thức lớn, một số nơi phải chuyển hàng hóa bằng máy bay. Tại Bamcom, giới chức địa phương đã kiểm tra 150 hộ gia đình ưu tiên, gồm dân cư cao tuổi hoặc cư dân có vấn đề sức khỏe. Vệ binh quốc gia đã được kích hoạt hoàn toàn và các nhân viên cứu hộ từ 19 tiểu bang đã có mặt để hỗ trợ cùng với nhân viên của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của liên bang. Bão Helene đổ bộ vào bờ biển vịnh Florida đêm ngày 26 tháng 9, gây ra mưa lớn. Khi di chuyển về phía bắc, bão đã tàn phá các con đường, khu dân cư, khiến nhiều cộng đồng không có nước và nhu yếu phẩm. Các công ty bảo hiểm ước tính thiệt hại từ 15 tỷ đô la Mỹ đến hơn 100 tỷ đô la Mỹ khi nhiều hệ thống cấp nước, thông tin liên lạc, các tuyến đường giao thông quan trọng bị hư hại hoặc phá hủy. Thiệt hại sẽ trở nên rõ ràng hơn khi các cơ quan chức năng đánh giá mức độ tàn phá. Bão Helene được xếp vào một trong những cơn bão kinh khủng nhất tấn công vào đất liền nước Mỹ trong 50 năm qua và số người tử vong hiện đã gần 120 người, có khả năng tiếp tục tăng lên. Bão Katrina đứng đầu danh sách với ít nhất 1.833 người tử vong do cơn bão và lũ lụt sau đó. Bão Ian tấn công miền đông nam Florida vào năm 2022 đã khiến 150 người tử vong trực tiếp và gián tiếp. Bão Helene hiện đứng thứ 3 trong danh sách, vượt qua cơn bão Irma năm 2017 đã khiến 92 người tử vong, chủ yếu ở Florida. Theo thống kê, siêu bão Helene kèm mưa lớn đã làm ít nhất 93 người ở Bắc Carolina, Nam Carolina, Georgia, Florida, Tennessee và Virginia thiệt mạng. Hiện các bang ở đông nam nước Mỹ đã bắt đầu dọn dẹp và khắc phục hậu quả. Nhiều đường xá, cầu cống, hệ thống thông tin liên lạc đã bị phá hủy do lũ lụt nghiêm trọng từ Florida đến Virginia.
Các quan chức lo ngại sẽ có thêm nhiều thi thể được phát hiện. Do nhiều tháp phát sóng điện thoại di động bị sập trên khắp khu vực, hàng trăm người vẫn chưa liên lạc được với người thân và được liệt kê là mất tích. Một viên chức của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, khoảng 2,7 triệu khách hàng trên khắp miền Nam đã không có điện trong vòng 24 giờ qua. Tại Bắc Carolina, tình trạng mất điện diện rộng đã xảy ra do mọi người phải xếp hàng nhiều giờ để mua xăng. Hầu hết các trường hợp tử vong đều xảy ra ở quận Buncombe. Quận đang yêu cầu tiểu bang cung cấp thực phẩm và nước uống khẩn cấp. Thống đốc Bắc Carolina Joy Cooper nói, đây là một thảm họa tàn khốc có quy mô lịch sử. Nhiều người dân chưa từng chứng kiến cảnh tượng tương tự trước đây. Các đội tìm kiếm, cứu nạn của 19 tiểu bang và chính phủ đang đẩy mạnh tốc độ làm việc. Một số tuyến đường có thể mất nhiều tháng để sửa chữa. Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong tuần này, đồng thời cam kết hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả. Phó Tổng thống và ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã cắt ngắn chuyến đi vận động tranh cử ở Nevada để tham gia các cuộc họp báo tại Washington về việc ứng phó với cơn bão.